Vào cua tốc độ kinh hoàng, nhóm quái xế tông tử vong cô gái trẻ đang dừng đèn đỏ. Đang trong thời gian bị đình chỉ, trường quốc tế AISVN lại thông báo sắp khai giảng năm học mới. Nhờ người bế giúp cháu sơ sinh ít ngày tuổi, người phụ nữ bất ngờ một đi không trở lại. Chưa hết lụt, nhiều vùng trũng Thừa Thiên Huế đối mặt mưa cực lớn úng ngập trầm trọng. Xin chào quý vị đến với những tin tức thời sự trên kênh YouTube của báo Tìm Phong. Vừa rồi là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Vừa qua, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đang điều tra vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy so kè tốc độ trên đường phố rồi tông vào người phụ nữ đi đường khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, dạng sáng ngày 3 tháng 11, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy thành đoàn, hàng chục xe với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi di chuyển trên các tuyến phố trung tâm thủ đô. Khi đoàn xe này di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì một xe máy có hai đối tượng ngồi trên xe trong đoàn đâm vào người phụ nữ đang dừng đèn đỏ trên đường. Sau cú tông trực diện, nạn nhân văng ra xa, tử vong tại chỗ. Sự việc được xác định xảy ra vào 0 giờ cùng ngày. Được biết nạn nhân là chị NHQ, sinh năm 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Trong số 9 đối tượng đang thuộc diện điều tra liên quan vụ án, cơ quan chức năng cho biết hầu hết họ đều ở lứa tuổi 16 đến 17 và đều là học sinh, các đối tượng chưa có tiền án hay tiền sự. Hai người lái xe gây tai nạn trực tiếp vào xe nạn nhân được xác định là một nam 16 tuổi và một nữ 19 tuổi. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh mở rộng điều tra vụ án. Mới đây, AISVN đang thông báo của bà Nguyễn Thị Anh Thư, quyền chủ tịch trên website của nhà trường về lộ trình cho năm học mới. Thông báo nêu, hội đồng nhà trường, phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên, người cũ và người mới đã cùng nhau cật lực giải quyết các khó khăn trồng chất của nhà trường trong suốt 2 tháng vừa qua để có thể đảm bảo cho AISVN khai giảng trở lại dự kiến vào tháng 1 năm 2025. Cùng lúc với việc xử lý các vấn đề vướng mắc với các cơ quan quản lý nhà nước, các khoản nợ nghĩa vụ và các khoản nợ lớn để trường tiếp tục được hoạt động, nhà trường đã xây dựng lại đội ngũ giáo viên vững mạnh và cấu trúc lại chương trình giảng dạy trong năm học mới này. Trình Ủy ban nhân dân và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để có thể hoàn tất chương trình năm học trong khoảng thời gian dự kiến từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 8 năm 2025. Học sinh vẫn được học trọn vẹn, không bị gián đoạn hay mất kiến thức trong năm học đặc biệt này. AISVN dự kiến từ tuần sau sẽ tiến hành tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin chuẩn bị cho năm học mới. Đồng thời, AISVN cũng sẽ công bố thông tin về chương trình giảng dạy và học tập, các thông tin khảo sát xin ý kiến phụ huynh về cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển, cập nhật và trao đổi thông tin giữa nhà trường với phụ huynh và trong cộng đồng. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên về sự việc trên, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, trường AISVN vẫn đang bị đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động lại. Trước đó như đã đưa tin, cuối tháng 5 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đối với AISVN. Đầu tháng 7 năm 2024, Sở có quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường do không đảm bảo điều kiện hoạt động trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, dù chưa có hồ sơ đúng quy định về phương án tái cấu trúc gửi về sở, AISVN vẫn thông báo với phụ huynh sẽ khai giảng năm học mới trong tháng 8 năm 2024. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trường quốc tế Mỹ AISVN không đủ điều kiện hoạt động trở lại cho năm học 2024-2025. Đồng thời, khuyến nghị phụ huynh nhanh chóng chuyển trường cho con để kịp năm học mới, đề nghị nhà trường thực hiện đầy đủ thủ tục hỗ trợ học sinh chuyển trường. Cuối tháng 8 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hướng dẫn chuyển trường cho con em học sinh trường Quốc tế Mỹ có nhu cầu chuyển trường, trên 60% học sinh của trường này đã thực hiện chuyển trường. Vừa qua, ông Phan Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, xác nhận một cháu trai khoảng 5 đến 7 ngày tuổi bị bỏ rơi tại trung tâm y tế huyện này. Theo ông Tuấn, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11, một phụ nữ ẵm cháu vào khoa nhi trung tâm y tế huyện Phù Mỹ. Người này gửi cháu cho một chị cũng đang nuôi con ốm tại đây, nói là gửi để ra lấy đồ. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó đi luôn, không trở lại. Cũng theo ông Tuấn, cháu trai được quấn trong một chiếc khăn lớn có in chữ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định, trích xuất camera tại trung tâm y tế nhưng không thấy rõ mặt người phụ nữ này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Phù Mỹ cho biết hiện cháu đang được chăm sóc tại trung tâm y tế huyện Phù Mỹ và có rất nhiều người đến nhận nuôi. Chính quyền địa phương cũng đang thông báo để tìm người thân. Nếu trong thời gian 7 ngày không có thông tin thì địa phương sẽ làm các thủ tục liên quan theo quy định. Trước đó, đêm ngày 28 tháng 10, người dân đi đường phát hiện một cháu gái khoảng 3 đến 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà một người dân ở thôn 9, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. Thời điểm phát hiện, cháu sơ sinh không có giấy tờ gì của người thân để lại. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương, cháu bé được đưa đến trạm y tế xã Mỹ Thắng để kiểm tra sức khỏe. Địa phương sau đó cũng ra thông báo để tìm người thân của bé và làm các thủ tục liên quan. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11, trên địa bàn tiếp tục có đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa cả đợt từ 500 đến 850 mm, có nơi vượt trên 1.000 mm, gây nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, những ngày qua, nhiều vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế như Hương Thủy, Phú Vang, Quảng Điền, tình trạng ngập lụt vẫn kéo dài do ảnh hưởng đợt mưa lớn cuối tháng 10. Trong ngày 3 tháng 11, tại Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Mưa kéo dài nhiều giờ khiến tình trạng ngập lụt lan rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở những phường, xã thấp trũng. Ghi nhận của phóng viên, tuyến tỉnh Lộ 1 từ Huế đi Phú Vang đã bị ngập một số đoạn qua xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Đơn vị quản lý tuyến đường đã lập giao chắn cảnh báo, ngăn chặn người dân và phương tiện đi vào khu vực thấp trũng, nước dâng nguy hiểm. Còn trên tuyến tỉnh lộ 3, từ thị xã Hương Thủy đi huyện Phú Vang, tình trạng ngập lụt kéo dài từ nhiều ngày nay và trở nên trầm trọng khi xuất hiện đợt mưa mới. Nhiều đoạn qua xã Phú Hồ, huyện Phú Vang đã bị ngập sâu, gây khó khăn cho giao thông đi lại. Trước đó, ngành giáo dục huyện Phú Vang đã cho hàng nghìn học sinh vùng thấp trũng các xã Phú Hồ, Phú Lương nghỉ học để tránh lụt. Tương tự, một số xã vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền vốn chịu cảnh ngập lụt từ nhiều ngày nay, hiện tiếp tục đối mặt với mưa lớn, ngập lụt trầm trọng hơn. Nhằm hạn chế tình trạng ngập lụt do mưa lớn vùng hạ du như thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, các huyện Phú Vang, Quảng Điền và hạ mức lũ trên các sông lớn trong ngày, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh khẩn yêu cầu vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền, thị xã Hương Trà. Công ty CO thủy điện Bình Điền được yêu cầu tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần từ 650 đến 900 m khối trên dây. Việc điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ, thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng kể từ sáng cùng ngày. Đây là lệnh vận hành điều tiết mức nước hồ chứa thứ ba tại Thừa Thiên Huế, được ban hành kể từ ngày 28 tháng 10 đến nay. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ công trình Thủy Điện Bình Điền trong quá trình điều tiết nước phải phát thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long, Huế. Cùng với đó, các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh, nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh phải tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Bình Điền. Theo nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, đợt mưa đầu tháng 11 này diễn biến rất phức tạp, sẽ kéo dài nhiều ngày, mưa lớn sẽ gây ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trôi trượt đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện An Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà. Các đơn vị địa phương và người dân cần chủ động triển khai các phương án phòng tránh. Mới đây, theo báo công an nhân dân, thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng công an thị xã Đông Hòa, Phú Yên xác nhận Cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh tạm giam về tội danh cưỡng đoạt tài sản đối với Lê Kim Tỷ, sinh năm 1995, trú ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa. Điều tra ban đầu vào giữa tháng 2 năm 2024, Lê Kim Tỷ có phát sinh quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị Dê, sinh năm 1986, trú ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Sau đó, bắt đầu chung sống như vợ chồng tại nhà của Dê ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa. Tại đó, Tỷ đã nhiều lần sử dụng điện thoại để quay video, chụp ảnh nhạy cảm trong những cuộc ái ân. Tuy nhiên, do mâu thuẫn phát sinh nên đầu tháng 10 năm 2024, chị Dê quyết định chấm dứt mối quan hệ với người tình trẻ tuổi. Đến sáng ngày 15 tháng 10, Tỷ chặn đường chị Dê để níu kéo tình cảm nhưng bị từ chối quyết liệt và hẹn sẽ gặp Tỷ trong buổi trưa cùng ngày để giải quyết những vướng mắc tình cảm Tuy nhiên, tỷ cưỡng ép chị D phải đưa điện thoại di động cho tỷ để làm tin. Sau đó, tỷ sử dụng tài khoản Facebook trên điện thoại của chị D để đăng tải những hình ảnh nhạy cảm do chính tỷ đã quay video, chụp ảnh trước đó, rồi liên lạc chị D để yêu cầu người yêu cũ đưa cho gã 18 triệu đồng thì mới gỡ bài và trả lại điện thoại di động. Lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, nên chị D chấp nhận yêu cầu của tỷ theo hẹn. Chiều ngày 25 tháng 10, chị Dê đến quán cà phê 168 ở khu phố Bản Nham Bắc, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, giao trước cho tỷ 16 triệu đồng để lấy lại điện thoại di động và yêu cầu xóa hết video, hình ảnh nhạy cảm mà tỷ đã ghi lại trước đó. Trong lúc tỷ đang nhận tiền từ tay chị C thì một tổ công tác của công an thị xã Đông Hòa bất ngờ ập đến vây bắt kẻ cưỡng đoạt tài sản, thu giữ tăng vật có liên quan. Cùng với việc khởi tố tạm giam Lê Kim Tỷ về tội danh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đông Hòa đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xem xét trách nhiệm hình sự của đối tượng này về tội danh làm nhục người khác. Liên quan đến vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1975, chú thành phố Vinh, Nghệ An cầm đầu, có bị can NPN, sinh năm 2002, chú tỉnh Long An N bị công an bắt giữ khi đang là một sinh viên trường đại học khá có tiếng. Theo cáo trạng, năm 18 tuổi, N bắt đầu truy cập trang web thiên địa, một diễn đàn đồi trị để xem phim, ảnh và đọc truyện khiêu dâm. Nam thanh niên này thường xuyên vào chuyên mục Phòng mạch bác sĩ hai súng, sách doctor để bình luận, tư vấn về sức khỏe sinh sản giới tính. Sau đó, N được Vinh chủ động mời tham gia và ban quản trị diễn đàn thiên địa. N được phân công quản lý chuyên mục Phòng mạch bác sĩ hai súng, chuyện sách, chuyện người lớn, chuyện XXX và tạp chí sách Lầu Xanh, Lầu Xanh Magazine. Tại phiên tòa, bị cáo N khai mục tiêu tham gia quản lý diễn đàn là để tư vấn giải đáp các vấn đề liên quan sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính và các bệnh lý khác cho thành viên của diễn đàn. Đồng thời, N cũng phải làm thêm một số việc khác phục vụ cho hoạt động của diễn đàn theo yêu cầu của Vinh. Được biết, N không nhận tiền công trong quá trình hoạt động tại diễn đàn này. NPN trình bày, quá trình học tập, bị cáo đã đạt nhiều thành tích cao trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia, được nhà trường, lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh và tỉnh đoàn tặng giấy khen bằng khen. Nam bị cáo cũng cho biết bản thân được tặng danh hiệu học sinh ba tốt. Xét vai trò của NPN trong vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ khác, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là mức án thấp nhất trong 11 bị cáo bị xét xử trước đó ngày 1 tháng 11 tòa nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn đức vinh 49 tuổi bị khuyết tật chú phường quán bầu thành phố vinh nghệ an và 10 bị cáo về tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy trong vụ án này vinh được xác định là người cầm đầu điều hành đường dây và đã lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập website lầu xanh.com thiên địa 2.cc theo hồ sơ Vinh khuyết tật nhưng đam mê công nghệ vi tính, được một người mang nick nickname Lão Phật Gia giao quản trị viên trực tiếp của website lầu xanh.com. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, một thi thể nam giới được phát hiện ở khu vực bờ kè Lăng Cô, huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, nghi là nam du khách trèo sắp mất tích trong sự cố xảy ra vừa qua. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng, nhiều người nghi ngờ đây là thi thể của anh CHM, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng, mất tích do sóng cuốn khi trèo sắp hôm 26 tháng 10. Sau khi nghe thông tin, người thân của anh M cũng đã đến nhận dạng. Tuy nhiên, do thi thể đang trong quá trình phân hủy nên để xác định chính xác thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Trước đó khoảng 18 giờ 10 phút ngày 26 tháng 10, nhóm khách 6 người ra bãi biển thuộc xã Long Hải Tắm và đã tự lấy hai thuyền sắp để trước khu vực Villa Windy. Đáng chú ý trong khoảng thời gian đó, khu vực biển Phú Quý có gió cấp 5, cấp 6, sóng cao 1,5 đến 2 mét. Khi trèo cách bờ khoảng 200 mét, do sóng lớn đánh lật thuyền, cả 6 du khách rơi xuống biển. Ba người được cứu sống và một du khách tự bơi được vào bờ ngay trong đêm đến sáng ngày 27 tháng 10, nhờ mặc áo phao trước lúc xảy ra sự cố, thêm một nữ du khách trong vụ lật sáp tại Phú Quý được cứu sống sau một đêm lênh đênh trên biển. Mới đây, một nguồn tin cho biết cục cảnh sát hình sự bộ Công an phía Nam vừa phối hợp cùng một số đơn vị liên quan bắt giữ Phạm Đức Bình, tức Bình Kiểm tại một trung cư ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Đức Bình có biệt danh là Bình Kiểm là do từng tham gia vào lực lượng kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh với nhiều lần giảm án sau gần 20 mươi năm bình kiểm ra tù trước thời hạn và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh được biết thêm gần đây có một số đối tượng có ân oán cũ tìm tới và bình kiểm liên hệ mua súng để phòng thân, nhưng hành vi bị phát giác và bị bắt giữ để điều tra. Và ngoài bình kiểm còn có một số người khác liên quan đến việc tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép và số tăng vật vừa thu giữ sẽ được trưng cầu giám định để xử lý theo quy định. Được biết, Bình Kiểm, 54 tuổi, quê Quảng Ninh, vừa chấp hành xong án phạt tù 28 năm về hai tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ bắt cóc con trai ông Trầm B hồi năm 2005 và mới trở về thành phố Hồ Chí Minh vài tháng nay. Cụ thể vào cuối năm 2005, Bình Kiểm cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con của đại gia Trầm B để đòi tiền chuộc 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình Kiểm là một kẻ cộ cán trong giới giang hồ, Bình Kiểm luôn thích nói chuyện bằng súng đạn. Và lần này khi trở về chưa được bao lâu, Bình Kiểm bị bắt giữ trở lại vì liên quan đến súng. Theo nguồn tin, Bình Kiểm đang liên hệ với một đối tượng có biệt danh là V Mèo liên quan đến việc mua bán vũ khí quân dụng thì lọt vào tầm ngắm và Cục Cảnh sát hình sự lên kế hoạch triệt xóa đường dây này. Con đường tội phạm của Bình bắt đầu từ sau khi ra quân hắn nhanh chóng trở thành đàn anh có số má và là nỗi khiếp sợ của giới giang hồ Sài Gòn khi nhiều lần vào tù ra tội và thậm chí từng thách thức ông Trùm Nam Cam. Vừa qua, các nhà dự báo bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết có 80% khả năng một vùng áp thấp rộng lớn sẽ hình thành trên biển Caribe ở phía tây nam trong 7 ngày tới. Một hệ thống xa hơn về phía đông, gần Puerto Rico, đang di chuyển về phía đông và có thể gây ra rông bão trên quần đảo Greater Antilles trước khi bị hấp thụ vào một hệ thống khác. Trong khi đó, bão cận nhiệt đới Patty đã hình thành ở phía tây Azores, vùng tự trị của Bồ Đào Nha ở giữa Đại Tây Dương vào sáng ngày mùng 2 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 16 trong thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương năm 2024. NHC cảnh báo, mặc dù thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương đã bước vào tháng cuối cùng, nhưng những điều tồi tệ nhất vẫn có thể đang ở phía trước. Những cơn bão có tên tiếp theo sẽ là Rafael và Sara. Tin bão mới nhất của CNN lưu ý. Thời điểm xảy ra bão ở Đại Tây Dương thường kết thúc vào tháng 11, nhưng những cơn bão trong năm nay đã chứng minh những thông lệ trước đó có thể không xảy ra. Thời điểm xảy ra bão năm nay có số lượng bão được đặt tên, bão cuồng phong và siêu bão cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, vào thời điểm thường bận rộn nhất năm, thời điểm xảy ra bão lại tĩnh lặng bất thường. Do đó, không loại trừ khả năng tháng 11 năm nay xu hướng trái ngược thông lệ. Tại Việt Nam, cơ quan khí tượng dự báo trong thời kỳ tháng 11, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong thời kỳ kể trên, trên Biển Đông có 1,5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào Việt Nam 0,9 cơn. Như vậy, tháng 11 năm nay, khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và tác động đến đất liền khoảng 1 cơn. Trước đó, trong tháng 10 năm 2024, trên Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão, gồm bão số 5 Kraton và bão số 6 Trà Mì. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 2 tháng 11, đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 20, block A3 của chung cư The Eretown, Đức Khải trên đường 15B, Nguyễn Lương Bằng nối dài, phường Phú Mỹ, quận 7, khói sau đó bốc nghi ngút, cao hàng chục mét, lan sang nhiều căn hộ cùng tầng. Anh Quốc Anh, 19 tuổi, cư dân chung cư chia sẻ rằng, thời điểm đám cháy bùng phát, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn, hàng trăm cư dân được sơ tán xuống mặt đất an toàn. Chị Trần Diễm, cư dân chung cư cho hay, chị vừa từ tầng hầm gửi xe đi lên, thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy, sau đó một tòa nhà bị cúp điện. Chị Diễm nói, lúc đó tôi nghe nhiều tiếng la hét, họ hô hoán nhau chạy đi, rồi tôi thấy nhiều xe cứu hỏa đến trước chung cư. Nhận tin báo, gần chục xe chữa cháy, xe thang, cấp cứu được điều đến hiện trường. Theo ghi nhận, do hiện trường ở tầng cao nên lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để tiếp cận. Đến 20 giờ 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, lính cứu hỏa đang dùng đèn pin vào các căn hộ lần cận để kiểm tra, phòng trường hợp có người mắc kẹt. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đã được cơ quan chức năng điều tra và thống kê. Theo kết luận điều tra trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã qua đời, bị cáo buộc nhận 10 tỷ đồng của đại gia Nguyễn Cao Chí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh. Bị can Nguyễn Cao Chí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh. Biết ông Minh là người ký kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, bị can Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ ông Minh xem xét cho gia hạn dự án. Ông Minh đồng ý giúp bị can Trí và hướng dẫn bị can Trí làm đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi lãnh đạo chính phủ để thanh tra chính phủ có căn cứ giải quyết. Quá trình gửi đơn kiến nghị, bị can Trí được ông Minh hướng dẫn nhờ lãnh đạo chính phủ có ý kiến với ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ giao cho thanh tra chính phủ xem xét, giải quyết, tạo sức nặng cho ông Minh đề xuất thành lập tổ công tác xác minh đơn kiến nghị cho gia hạn dự án. Quá trình xin các thủ tục này, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại thanh tra chính phủ và tỉnh Long Đồng để giúp bị can trí không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật. Trong đó, bị can trí đã hẹn gặp ông Trần Văn Minh và đưa cho ông Minh 8 tỷ đồng tại nhà riêng của ông Minh, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó bị can trí tiếp tục đưa cho ông Minh 2 tỷ đồng thông qua con trai ông Minh tại khu vực gần nhà riêng ông này. Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình cho biết đang phối hợp điều tra xử lý một số trang mạng xã hội thông tin sai sự thật về lũ lụt trên địa bàn gây hoang mang dư luận. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, trong khi cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành địa phương, đơn vị cùng nhân dân nỗ lực ứng phó để giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra thì một số trang mạng xã hội có lượng theo dõi tương tác lớn như fanpage Phốt Quảng Bình, Quảng Bình TV đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tình hình lũ lụt. Việc xuyên tặng này đã gây hoang mang trong nhân dân trên địa bàn tỉnh và con em Quảng Bình đang học tập công tác sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc. Cụ thể trên trang fanpage Quảng Bình TV có đăng thông tin tầm 10 phút nữa đập ăn mã sẽ tràn và trang fanpage Phốt Quảng Bình đăng thông tin 90% người dân lệ thủy đều thốt lên câu nói thôi kệ đến mô thì đến, không phải họ đang tiếc của mà vì họ đã kiệt sức. Ngay sau khi những thông tin trên lan truyền trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình phối hợp xác minh làm rõ thông tin. Ngày 30 tháng 10 năm 2024, ban này đã có văn bản trả lời thông tin nước hồ An Mã tràn qua đập là không đúng sự thật. Trong lúc đó, tại thời điểm Trang Phốt Quảng Bình đăng thông tin nói trên, mực nước lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang ở mức cao, một số xã bị mất điện, không có cách thức và phương tiện để khảo sát ý kiến người dân. Mặt khác, nhiều xã thôn bản của huyện Lệ Thủy ở vùng đất cao hơn, nên người dân các vùng này không phải đối phó với lũ lụt, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Vì vậy, thông tin Trang Phốt Quảng Bình đăng ở trên là không có cơ sở và hoàn toàn không chính xác. Công văn số 2727 UBND, VHTT ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy về việc xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình. Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, theo dõi nắm bắt thông tin chính thức tại website của các cơ quan tổ chức nhà nước, thông tin từ các cơ quan báo chí, không đăng tải chia sẻ trên môi trường mạng những thông tin từ nguồn tin không chính thức, không có tài liệu chứng minh và chưa được kiểm chứng. Mới đây, em KA lớp 7, trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, phường An Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, Gia Lai sau những ngày bị bạn học đánh dã man. Theo đó, chiều ngày 20 tháng 10, một nhóm khoảng 6 học sinh lớp 8 cùng trường tới nhà KA yêu cầu ra ngoài nói chuyện. Sau đó, nhóm này dẫn A ra cánh đồng sau trường, vùi em xuống đất, đánh đập tập thể. Quay video lột đồ rồi đe dọa không được nói với ai, nếu nói sẽ đánh nặng hơn nữa. Chiều hôm sau, nhóm này tiếp tục đến nhà và chở ca ra vị trí cũ để tiếp tục đánh đập. Lần này, cả nhóm vùi em xuống vũng bùn lấm ướt quần áo, đấm đá, giật tóc, cố tình lột quần áo của nạn nhân. Cảnh làm nhục này được một người quay lại. Em ca cho biết bây giờ cả trường đều biết việc mình bị đánh, đi đến đâu cũng bị bạn bè trêu chọc nên rất hoảng loạn, không muốn tiếp tục đến trường. Phát hiện vụ việc, phụ huynh của em K.A. rất bức xúc, trình báo công an, báo cáo nhà trường, đề nghị làm rõ sự việc. Đại diện trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự cho biết, đây là vụ việc rất nghiêm trọng, hiện công an đã vào cuộc điều tra. Khi có kết quả điều tra chính thức, với những vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý, nhà trường sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc theo quy định để săn đe, giáo dục chung. Bước đầu, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chẩn đoán, KA bị viêm xoang hàm cấp, theo dõi tổn thương phần mềm, sang chấn tâm lý sau bị đánh, rối loạn nhịp tim, rối loạn trao ngược dạ dày. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa và các bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo đó, trong số những người bị truy tố có ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa khi phạm tội là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng truy tố các bị can sau với cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sông Mã, Ngô Đình Chén, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền, cựu Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đinh Xuân Hướng, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, Trần Công Tỏ, trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính, Bùi Văn Nam, Phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn Xuân Hùng, trưởng phòng Quản lý giá và Công sản Sở Tài chính. Theo cáo trạng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, tiền thân là công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Công ty này được giao quản lý 1.733,8m2, khu tập thể cũ, số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện cổ phần hóa, ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính có tờ trình ngày 23 tháng 2 năm 2012 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2011 là hơn 474 tỷ đồng. Nợ thực tế phải trả hơn 439 tỷ đồng. Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 34 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, ngày 5 tháng 4 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần. Tuy chưa đủ điều kiện, nhưng ông Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để ông Đinh Xuân Hướng ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Năm 2009, ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký công văn đồng ý giao khu đất số 3 Phan Chu Trinh cho công ty Sông Mã để triển khai dự án. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành nghiên cứu phương án giao đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, căn cứ đề nghị của Sở Tài chính, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá giao đất tại số 3 Phan Chu Trinh cho công ty Sông Mã với giá 21 triệu đồng 1 mét vuông, tổng số tiền phải nộp là gần 57 tỷ đồng. Đến năm 2012, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500, giao công ty Sông Mã làm chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower chức năng xây dựng tòa nhà thương mại, văn phòng cho thuê kết hợp với nhà ở căn hộ, diện tích thực tế là 2.961,8 m2, trong đó diện tích đất xây dựng là 1.960 m2, đất giao thông là 656,2 m2. Trước ngày nhà nước chính thức giao đất để thực hiện dự án Hạc Thành Tower, ông Nguyễn Mạnh Sơn thống nhất, ông Đinh Xuân Hướng ký văn bản đề xuất của các đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho công ty Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng. Giá giao đất là 21 triệu đồng một mét vuông, không thu tiền sử dụng diện tích hơn 656 mét vuông đất giao thông thuộc dự án. Ngày 16 tháng 8 năm 2012, ông Trịnh Văn Chiến, khi đó là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ký văn bản đồng ý cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã được chuyển nhượng 1.227,4 m2 tại số 3 Phan Chu Trinh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng một m2. Cáo trạng xác định, quá trình chuyển nhượng đất trái pháp luật, ông Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng và ông Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỷ đồng. Bản thân ông Trịnh Văn Chiến đã đồng ý cho công ty Sông Mã chuyển nhượng đất đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1 năm 2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước. Ông Nguyễn Đình Xứng, thời điểm đó là cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã là 21 triệu đồng một mét vuông trái pháp luật, ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước. Hai bị can Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng đã tự nguyện nộp tổng số tiền 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bị can Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỷ đồng, bị can Nguyễn Đình Xứng nộp 22,5 tỷ đồng. Theo cáo buộc, hành vi của các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước hơn 55 tỷ đồng các bị can đã phạm vào tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình Sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm tại dự án Đại Ninh. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Cao Chí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh tội đưa hối lộ. Theo kết luận, ngày 30 tháng 12 năm 2010, công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Đại Ninh quy mô gần 3.600 ha tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, với tổng số vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng, thời hạn từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, cho đến năm 2019, công ty không có năng lực tài chính để triển khai dự án khi thanh tra chính phủ thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1 năm 2013 đến tháng 6 năm 2018 đã chỉ ra các sai phạm của công ty thuộc các trường hợp thu hồi đất chấm dứt hoạt động của dự án. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 929 kiến nghị thu hồi đất chấm dứt hoạt động đầu tư tại dự án Đại Ninh. Khi đó, bà Phát Thị Hoa Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sài Gòn Đại Ninh thỏa thuận chuyển nhượng doanh nghiệp dự án cho ông Nguyễn Cao Chí, đồng thời làm các thủ tục kiến nghị về kết luận thanh tra trên. Theo kết luận, quá trình làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến dự án Đại Ninh, ông Chí đã đưa tiền cho các bị can tại thanh tra chính phủ và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an nêu, các bị can thực hiện các hành vi sai phạm giúp trí đạt được mục đích thay đổi kết luận thanh tra số 929 từ chấm dứt hoạt động thu hồi đất của dự án thành không thu hồi cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án. Theo kết luận số 1033 ngày 30 tháng 6 năm 2021, trái quy định của pháp luật. Từ đó, bị can trí đã chuyển nhượng lại dự án đại ninh cho tập đoàn Novaland, thu lợi số tiền 2.700 tỷ đồng. Ở mỗi giai đoạn liên quan đến dự án, ông Trí đưa tiền cho các cá nhân với những mục đích khác nhau. Trong đó, ông Trí đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đức Quận, cựu bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Ông Trí còn đưa cho ông Trần Văn Minh, khi đó là phó tổng thanh tra chính phủ, số tiền 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chết nên cơ quan điều tra không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiền này của ông Trí. Mới đây, theo thông tin từ công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an thành phố đã triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 22 đối tượng liên quan. Đây là một ổ nhóm rất tinh vi để tránh sự truy quét của lực lượng công an, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sới bạc nằm sâu trong cánh đồng, cách xa khu dân cư và sử dụng nhiều đối tượng cảnh giới. Lực lượng chức năng cho biết, sới bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng và bức xúc trong đời sống nhân dân. Vào thời gian trên, khi các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống cặp bờ kênh Mương Hội thuộc tổ 4, khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, Tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và công an phường Mỹ Hòa bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn ra nhiều hướng nhằm thoát thân. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 22 đối tượng liên quan cùng tăng vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm 6 con gà trống, 10 bộ cửa sắt, 15 điện thoại di động, 30 xe mô tô và trên 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Hiện, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.